trên cành mai. Biển sân lây lại về bên chiến hào đồn xa, mùa qua xuân chẳng có anh đã hồi biển thơ. Thương biết em chẳng kính chào tới toàn thể các bác. Thưa các bác thân mến, giá rẻ là nó sẽ lên đường ngay. Các bác vừa được xem và vừa được nghe tham khảo chất âm của những đôi loa hàng bãi xịn do công ty B3 Beta Thali sản xuất. Và một đôi trong số 3 đôi em bán với giá rẻ cho các bác săn hàng đã có chủ nhân. Đôi loa Z Mang Z 215 sử dụng bát 40 từ 19 sẽ về bưu điện tỉnh Đồng Nai cho này các bác. Giá rẻ là sẽ có chủ nhân ngay đúng không ạ? Và thưa các bác thân mến, em có 3 đôi. Đôi Z Mang Z này em giới thiệu rất là kỹ. Em bán một đôi hàng quay đầu của khách đổi sang những đôi loa cao cấp JBL với giá 14 triệu. Các bác mua đôi loa này rẻ ngay được khoảng 2 triệu đồng thôi này các bác. Rẻ ngay được khoảng 2 triệu đồng. Đấy. Loa đẹp, tình trạng zin nguyên bản hoàn toàn cho các bác cũng như là anh em. Đó, hôm qua em giới thiệu đôi loa này các bác nhá. Đấy. Có tất cả 3 đôi. Một đôi đã có chủ nhân thôi này các bác. Đấy. Rất đẹp các bác. Những đôi loa chất lượng nhưng giá thành hợp lý. Và các bác vừa được nghe chất âm là của đôi loa FORG 15 cũng là bát 40 các bác nhá. Thì đôi loa này em đã giới thiệu trong video hôm trước rồi, đúng không ạ? Đã xử lý lại. Đây ạ, các bác lưu ý nhá. Màng loa là anh em đã xử lý này. Coi đôi loa này không còn zin nguyên bản 100% nữa, đúng không ạ? Với giá 12.500.000 các bác sở hữu ngay đôi loa này. Em có 3 đôi để cho các bác săn hàng giá rẻ thì một đôi lên đường các bác nhá. Và đôi 30 này đang có bác bảo là test video để cho bác xem, nghe âm và sau đó là bác sẽ chốt. Thì trong video này em giới thiệu luôn, em còn hai đôi là hai đôi loa này đúng không ạ? Đôi bát 30 giá 8 triệu rưỡi này. FORG 12 chắc từ 15 quay 4.4, bát từ 17 quay 7.6 và con 40 này FORG 15 bát từ 19 coi 8.0, chắc từ 17 coi 7.2. Giá của đôi 40 này là 12.5 các nhá. Các bác vừa được nghe đôi 40 chạy. Và bây giờ em sẽ chuyển sang đôi 30 để cho các bác cũng như anh em sẽ cùng xem, kiểm chứng và tham khảo nhá. Hai đôi loa này em tin chắc là giá hợp lý. Rẻ như vậy thì nó sẽ lên đường nhanh thôi thôi này các bác. Giá rẻ là sẽ lên đường rất là nhanh. Và trong video này em cũng sẽ test luôn âm của con Z Mang Z này cho anh Vũ nhá, có địa chỉ tại bưu điện Định Quán Đồng Nai ạ. Em sẽ chuyển sang đôi 30 cho các bác cùng anh em kiểm chứng nhá. Đây là đôi 40. Và những gì em đã hứa rồi này các bác đó là đôi 40 em sẽ bảo dưỡng gân loa 3 lần. Hiện tại em bảo dưỡng gân loa lần thứ 2 rồi các bác này. Nó đang khô thì nhân tiện video em cũng mang lên test cho các bác xem luôn. Từ video đầu tiên nó khô cong đúng không ạ? Lần thứ hai là âm mềm rồi các bạn này. Đấy, rất là mềm, rất ướt. Lần thứ ba thì em bao cho các bác là rất là đẹp. Bây giờ em sẽ chuyển sang con loa 30 cho các bác cũng như anh em tham khảo, đặc biệt là bác khách hàng đang mong muốn là em test đôi loa 30 này nhá. Và video này em cũng sẽ vặn đôi Z Mang Z vào em sẽ test âm luôn. Đấy, các bác anh em cứ nghe và tham khảo. Hàng rẻ, giá tốt là lên đường ngay các bạn. Đây các bác nhìn những đôi loa rất là chất. Đây em đang chuyển dây loa sang. Ở những video này thôi này các bác nhé.
Rồi em quay trực tiếp luôn, làm rất là chuẩn luôn đấy các bạn. Rồi đây em đang cắm cái dây loa. Bây giờ em sẽ test đôi 30 các bạn nhé, giá 8,5 triệu. Đôi loa này tại sao 8,5 triệu thì video trước em cũng đã giới thiệu kỹ rồi. Nó đã được xử lý, có nghĩa không phải riêng nguyên bản 100%. Và bản thân em là làm nghề nói chuẩn nói đúng thôi. Còn các bác nhìn chắc các bác không phát hiện ra xử lý cái gì đúng không ạ? Em nói dại là xử lý lo bát trong video trước em nói rất kỹ rồi đúng không ạ? Rất rất kỹ rồi. Đây ạ. Sẽ cùng nghe chất âm của đôi dép măng di 215 này nhé. Và em sẽ bật vào cho các bác trải nghiệm luôn ạ. Z măng Z215, những đôi loa hàng bãi xịn của công ty B3 sản xuất. Và đôi này em giới thiệu lại, đó chính là anh Vũ là chủ nhân, có địa chỉ tại Bưu điện Đình Quán, tỉnh Đồng Nai. Giá rất hợp lý, rẻ là sẽ lên đường ngay. Các bác thân mến nhé, còn hai đôi B3 FORG12 bát 30, FORG15 bát 40. Đôi bát 30 8,5 triệu, đôi bát 40 12,5 triệu. Ngoài ra nếu như các bác thích zin xịn thì em vẫn còn các bác nhá. Đây ạ. 16,5 triệu FORG15 bát 40 các bác ạ. Cho các bác lựa chọn thoải mái. Zin xịn có. Sửa chữa xử lý rồi có. Đó. Giá rẻ có, giá cao có các bác nhá. Và các bác sẽ cùng nghe thêm một chút nữa là thôi em đừng mong nhớ. Sâu chắc ấm trầm và đặc biệt tiếng tép sắc nét chi tiết nó không chói đâu các bác ạ. Và trong video này em muốn nhấn mạnh thêm, em về một nô đẩy size 1U, những chiếc đẩy công suất đủ khỏe cho các bác sử dụng và gia đình, bao chất âm hay, độ bền cao, những chiếc đẩy Alley các bác nhé, thương hiệu của Mỹ ạ, hàng xịn thương hiệu của Mỹ Alley, có các model 2 kênh và 4 kênh thì em xin phép là sẽ review cho các bác ở trong video sau. Và đặc biệt video này em giới thiệu thêm, đó là em về được những chiếc đèn moving các bạn. Những chiếc đèn moving 3 cầu 18 mắt các bạn nhé. 3 cầu 18 mắt 7 màu, có laser 3 màu các bạn. Có laser này 7 màu này, nói chung là những cái đèn này em bán chạy lắm. Em sẽ review các bác ở trong video sau. Giá của nó là rất là hợp lý cho các bác cũng như anh em. 3 cầu, ở đây nó không hình ảnh các bạn nhỉ. Đây rồi, đây đây các bạn này. Đây là con 3 cầu các bác nhá. Đấy, con 3 cầu 7 màu quay 360 độ, 3 laser xanh lá cây, xanh nước biển và màu đỏ các bác nhá. Đó. Và em xin phép gửi lời chào tới các bác. Em hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo để review những sản phẩm cho các bác cùng anh em tham khảo ạ. Hẹn gặp lại các bác ạ.